Rồi. Chốt cho anh Lê Quốc Trịnh 10 cây đầu tiên nhá, giá 60.000 một cây. Đấy, hôm nay nhà em giảm giá 120.000 còn 60.000 một cây nhá. Bình thường em bán 120.000, hôm nay em giảm giá còn 60.000. Có các mặt hoa như là nam cánh trắng này, tím hòa bình này, bệt ma bó, bệt châu như và tím di linh nhá. Một cây là 60.000. Cái cây của nhà em thì nó cao được khoảng 15 cho đến 20 cm rồi. Anh mua 10 cây hôm nay, đặc biệt chỉ có riêng ngày hôm nay thôi. Chia sẻ. Anh đã em thấy hiện lên người đã chia sẻ, em sẽ tặng kèm hai lọ phân thuốc của Mỹ nhá. Đây là hai lọ phân thuốc kích rễ của Mỹ. Hai lọ này mình có thể dùng gần như là cho cả vườn lan nhà mình được. Mọi người mua hàng thì cứ để lại số điện thoại là được lên đơn. Hôm nay cái các dòng phi điệp nhà em sẽ giảm giá dòng phi điệp cái mô ấy từ 100.000, ngày trước em bán 120.000. Hôm nay em giảm giá xuống còn 60.000 nhá, để cho mọi người sưu tầm. Những bác nào mà chưa có những cái mặt hoa này, mua 10 cây chia sẻ em tặng hai lọ phân thuốc, mua 5 cây chia sẻ em tặng kèm một lọ phân thuốc nhá. Có 5 mặt hoa như trên, 5 cánh trắng này, tím hòa bình này, bệt ma bó, bệt châu như và tím di linh nhá. Một cây là 60.000 và tiền ship toàn quốc hôm nay em chỉ tính của mọi người là có 30.000 một đơn thôi. Đấy, tiền ship em chỉ tính 30.000 thôi. Cây rất là dài đẹp, mọi người nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái, mua 5 cây thì 60.000 một cây, chia sẻ em sẽ tặng kèm một lọ phân thuốc của Mỹ. Mua 10 cây thì chia sẻ em sẽ tặng kèm hai lọ phân thuốc của Mỹ hẳn luôn nhá. Anh Lương Thái bảo chốt 5 cây. 5 cây của mình là 300.000 nhá, cả ship là 330. Anh chia sẻ rồi em sẽ tặng kèm một lọ phân thuốc nhá. Nhà em ship hàng toàn quốc và được kiểm tra hàng, bao chuẩn bao đẹp cho các bác. Cây như trên hình nhá. Cây như trên hình. Cây này nó cao được khoảng 15 cho đến 20 cm. Đây là hàng cấy mô 52 nhà em. Chị đệ 10 cây này, 10 cây chia sẻ được tặng kèm hai lọ thuốc nhá. 10 cây chia sẻ tặng kèm hai lọ thuốc luôn. Đây em sẽ để đây. Đó, 10 cây chia sẻ em sẽ tặng kèm hai lọ thuốc. Đây là thuốc kích rễ của Mỹ thì rất là tốt và đẹp, nhà em chuyên dùng cho dòng thân thòng nhá. Ai mua cứ để lại số điện thoại. Đấy, nhiều comment bị ẩn là em không đọc được đâu, thì mọi người giúp em chia sẻ nhá. 5 cây em tặng hai lọ thuốc, giá là 60.000 một cây thôi, giảm giá từ 100.000 xuống 60.000. À, Danh Võ 10 cây này, 10 cây 600 này, Đình Nguyễn 10 cây 600 tặng kèm hai lọ thuốc này, Đinh Văn Bằng 10 cây 600 tặng kèm hai lọ thuốc này, Dương Nguyễn 5 cây là 300.000 nhá, tiền ship toàn quốc là 30.000 thôi, được tặng kèm hai lọ phân thuốc nhá. Đảm bảo cây nào cũng rất là đẹp, các mặt hoa như trên hình đó, tím di linh, châu như, rồi là bệt ma bó, tím hòa bình, năm cánh trắng, cây nào cũng đều rất là đẹp. Em có thể cầm bất kỳ cây nào lên cho mọi người xem nhé. Đây, cây này nên rất là đẹp này, đây là tím hòa bình đấy, cây nào cũng rất là ok đẹp, dài 15 cho đến 20 cm nhá, cây nào cũng đẹp. Và giá là 60.000 một cây, bình thường em bán 100.000 đấy. Nhưng hôm nay hiện tại đang rất là nhiều bác xem này, em sẽ giảm giá 100.000 còn 60.000. Và mua 5 cây chia sẻ em sẽ tặng kèm một lọ phân thuốc của Mỹ. Mà mua 10 cây chia sẻ em tặng kèm hẳn hai lọ phân thuốc của Mỹ, được chưa ạ? Tiền ship toàn quốc thì em sẽ tính cho mọi người là 30.000 một đơn nhá. Tiền ship toàn quốc em sẽ tính mọi người là 30.000 một đơn. Cây rất đẹp, lọ phân thuốc này em bán là đã 40.000 một lọ rồi. Nhưng mà hôm nay thì em chủ yếu là để chia sẻ đến mọi người các dòng mặt hoa phi điệp đẹp cấy mô. Đấy, cấy mô ngày sau nó gần như là nó giống khoảng từ 90 cho đến 100%. Và hơn nữa là em muốn đưa đến tay mọi người sử dụng cái dòng phân thuốc nhà em chuyên dùng cho những cái dòng thân thòng. Đấy, rất là hiệu quả rồi thì em mới chia sẻ cho mọi người. Và hôm nay em sẽ tặng kèm vào đơn hàng cho những người bác nào chia sẻ của em. Đấy, mỗi người hỗ trợ nhau 1 tí nhân 5 cây chia sẻ tặng kèm một phân thuốc, 10 cây chia sẻ em sẽ tặng kèm hai lọ nhá. Còn phi điệp thì em giảm giá là bình thường mọi người biết, từ đấy bác nào hay xem nay em bán 100.000 một cây, hôm nay em giảm giá còn 60.000. Các mặt hoa như trên hình, có mặt hoa cái mô năm cánh trắng này, tím hòa bình, bệt châu như, bệt ma bó và tím di linh nhá. Nhưng bác nào em đọc tên thì là chốt rồi này, anh bánh bao 5 cây này, 5 cây thì là 300.000 nhá. Tiền ship toàn quốc thì hôm nay em tính 30.000 một đơn thôi. Anh Bình Bình 5 cây này 30.000, 5 cây là 300.000 nhá. Cao Nguyên 10 cây này, anh Thảo 10 cây này, Cỏ Dại 10 cây này, Công Đinh 5 cây này, chia sẻ cho em nhé. Em thấy hiện lên người đã chia sẻ, em sẽ tặng kèm một lọ phân thuốc, đúng không ạ? Bác Cựu Chiến Binh 10 cây này. Đấy, Cựu Chiến Binh già rồi vẫn còn chơi người dòng lan này, rất là thanh cảnh và rất đẹp. Mua 5 cây em sẽ tặng kèm một lọ phân thuốc nhé. Nhưng mọi người nhớ là phải chia sẻ cho em. Có các mặt hoa như trên hình ạ. Đó, 5 mặt hoa nhé, 10 cây thì mỗi cây mỗi mặt hoa thì 2 cây. Châu Như này, Châu Như bệt ma bó, tím hòa bình và năm cánh trắng nhá. Đây là hàng cái mô, mặt hoa của nó gần như là ngày sau sẽ chuẩn khoảng 90 cho đến 100%.
mọi người ai mua cứ để lại số điện thoại địa chỉ, em không đọc được hết đâu anh. 9 Nguyễn 10 cây này, 10 cây chia sẻ em sẽ tặng kèm hai lọ thuốc nhá. Cây nào rất đẹp ạ? Cây nào em cầm lên đều rất là ok đẹp. Đó, đây là em muốn chia sẻ với mọi người những cái dòng lan này thôi chứ em trồng rất là lâu rồi. Đây là cây năm 2 rồi đúng không ạ? Và mọi người có ship hàng em thì ship hàng toàn quốc, được kiểm tra hàng. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Tiền ship thì em tính 30.000 một đơn hàng. Đấy, 30.000 em đã hỗ trợ rất là nhiều rồi. Ví dụ đây là cây tím hòa bình này, tím hòa bình. Tiền ship 30.000 em đã hỗ trợ rất nhiều. Các bác mua lan trên mạng rồi đấy, khi mà mọi người tự trả ship có khi tiền ship lên đến hàng trăm nghìn đấy. Nhưng đây em chỉ tính của mọi người có 30.000 tiền ship thôi. Còn đó em hỗ trợ nhá, một cây là 60.000, em giảm giá từ 100.000. Bác nào hay theo dõi like ở trên page nhà em ấy thì bình thường em bán 100.000 đấy, 100, 120. Nhưng hôm nay nhân tiện nhiều bác đang xem nhá, thì mọi người chia sẻ với em thì em bán chỉ giá là 60.000 thôi. Và 60.000 mặt hoa rất là đẹp. Đó, mặt hoa rất là đẹp. Đặc biệt hơn là mua 5 cây em còn tặng kèm một lọ phân thuốc của Mỹ. Đấy, cái lọ này bình thường em bán 40.000 nhưng em giảm giá. Ngày trước em giảm giá 10.000 để chào hàng cho mọi người. Hôm nay em tặng cho mọi người, chia sẻ em sẽ tặng cho mọi người nhá. Mua 5 cây được tặng một lọ, mua 10 cây em tặng hẳn hai lọ phân thuốc cho mọi người nhá. Mọi người chốt thì để lại số điện thoại địa chỉ, nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái, không đúng không nhận cho em ạ. Đặng tới 10 cây này, Điện Lạnh Minh Huy 10 cây này, Nguyễn Duy Phong 10 cây này, Vũ Đình Liên 5 cây đã chia sẻ được tặng kèm một lọ nhá. Hậu Thanh 5 cây đã chia sẻ được tặng kèm một lọ. Em không thể nào đọc hết tên các bác được, nhiều bác đang xem nên mọi người cố gắng là để lại số điện thoại và địa chỉ cho em. Em sẽ lên đơn cho các bác nhé, sẽ có người gọi lại. Và yên tâm là cây nào cũng đẹp. Đó, em cần nhặt hai rủ ở đây, em còn rất là nhiều. Đấy, có hàng vạn cây này cơ. Nhưng mà em nhặt hai rủ ở đây cho mọi người xem được đến cây nào cũng rất là ok đẹp đúng không ạ? Cây nào cũng dài khoảng 15 cho đến 20 cm. Về mọi người trồng ở năm sau có thể ra hoa rồi. Đẹp không ạ? 60.000 một cây nha, giảm giá 100.000 còn 60.000. Mua 5 cây chia sẻ tặng kèm một lọ phân thuốc. Nhà em ship hàng toàn quốc, bao chuẩn, bao đẹp. Mọi người nhận hàng có thể kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Đúng không? Cây không đúng thì không nhận cho em. Các mặt hoa em giới thiệu lại là có tím Di Linh, biệt Châu Như, biệt Ma Bó, tím Hòa Bình và năm cánh trắng. Anh Khúc Huỳnh 10 cây nhé, Hồ Sách 10 cây này, Hà Vũ Văn 10 cây này. 10 cây chia sẻ thì được tặng kèm ngay hai lọ phân thuốc. Phân thuốc của Mỹ về nhà mọi người ra dễ và kích thích sinh trưởng cho cả vườn lan. Mình pha 10 giọt vào một lít nước thôi, dùng thoải mái. Đấy, thế là em mọi người mua lan ấy thì phải kèm theo cái chăm sóc cho nó. Chứ nếu mua không thì nó cũng hơi về chăm thì nó chết hay là nó không khỏe thì nó phí ra. Đấy, cây nào cây nấy đều rất là đẹp nhá. Cây nào cây nấy cũng rất đều rất là đẹp. Em cắt nước dần rồi để em gửi đi cho mọi người rồi. Cây 15 đến 20 cm đúng rồi đấy. Bình thường em bán 100.000, có hôm em bán 120, nhưng hôm nay hiện tại đang nhiều bác xem thì em bán chỉ có 60.000 thôi. Thì mọi người mua ủng hộ em bằng việc là chia sẻ hộ em. Đấy, em sẽ tặng kèm phân thuốc khi mua 5 cây chia sẻ nhá, 60.000. 5 cây là 300.000 và nhà em ship hàng toàn quốc. Tiền ship em chỉ tính 30.000 thôi, còn đâu em sẽ hỗ trợ cho mọi người bao đẹp bao chuẩn. Mọi người nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nhá. Một số comment bị ẩn em không đọc được ấy thì sau khi kết thúc live em sẽ có người gọi điện lại cho mọi người nhá. Đấy, còn bác nào ở đây em đọc tên thì là em chốt rồi. Hữu Oanh 5 cây này, Khách Nhà Hồ 5 cây này, Não Hàng 10 cây, Nê Phẩm 10 cây chia sẻ rồi này, Nam Tòng 10 cây chia sẻ rồi này. Số lượng thoải mái này, các bác cứ comment đi, số lượng không bao giờ hết nhá. Mà em đảm bảo chỉ nhặt cho những bác các bác cây đẹp, tại số lượng thì em có nhiều. Đó, em chuyên làm những cái loại lan giống nhiều mà, thế nên là số lượng thì thoải mái. Cây em sẽ nhặt những cái cây đẹp đóng trước cho mọi người, đảm bảo cây nào cũng rất là đẹp nhá. 15 cho đến 20 cm. Còn các bác mà cứ thấy cây nào mà ngắn ấy, xin hoàn lại luôn, hoặc là thấy cây nó xấu ấy, hoàn lại luôn cho em đúng không ạ? Cây em bảo như thế nào thì mọi người nhận hàng kiểm tra hàng nó là như vậy nhá, bao đẹp bao chuẩn cho các bác. 60.000 một cây, giảm giá 100.000 còn 60.000. Mọi người chốt thì để lại số điện thoại địa chỉ cho em. Lê Phẩm 10 cây này, Nam Tòng 10 cây này, Mạnh Thắng 10 cây này, Bùi Năng là 5 cây này. 5 cây chia sẻ thì tặng kèm một lọ, 10 cây chia sẻ em tặng kèm hai lọ nhá. Tặng kèm hai lọ. Khi mà mua 10 cây, còn mua 5 cây thì em chỉ tặng kèm một lọ được thôi. Ngô Văn Trường 10 cây, Vũ Xuân Thịnh 10 cây này, Lê Quốc Thuận 10 cây này. Mặt hoa này rất là đẹp. Mặt hoa cây mô gần đây này, đây chính là cái mặt hoa cây mô mà nhà em nở ra năm ngoái đấy. Đây là năm cánh trắng đấy, nhìn nó cũng khá là đẹp. Đấy, nó có thể không đẳng cấp bằng những cái dòng hàng rừng nhưng mà nhìn nó cũng khá là bắt mắt và đẹp. Còn đây là tím Hòa Bình, tím Hòa Bình thì nhiều bác biết. Còn đây là biệt Ma Bó cực kỳ đẹp, trước ký nhà em. Biệt Châu Như em rất là ưng, cánh sáp rất là thơm đẹp. Còn đây là tím Di Linh.
một cây giảm giá còn 60.000 thôi. 100.000 em giảm còn có 60.000 thì quá là rẻ đúng không ạ? Bác nhân duyên chốt 10 cây nhé. Đấy, hôm nay trên live hiện tại đang nhiều bác xem thì em mới giảm cái giá như vậy. Còn bình thường em bán 100.000 các bác cứ lên live của em theo dõi. Bình thường cái trang này ấy, thì em những cái cây dòng như này, cây 52 thì em phải bán 100.000 cơ. Nhưng mà hôm nay nhiều bác đang xem thì em xả hàng, coi như là giới thiệu sản phẩm cho mọi người đây. Em cầm mấy cây em cầm trên tay còn chưa chắc là đẹp bằng mấy cây ở dưới đâu. Đúng không ạ? Đây, cây này nó còn dài hơn này. Đúng không? 15 cho đến 20 cm nhá. Mọi người mua thì để lại số điện thoại địa chỉ. Chốt 5 cây thì được tặng kèm một lọ phân thuốc. Chốt 10 cây mà chia sẻ em sẽ tặng kèm hai lọ phân thuốc nhá. Tiền ship toàn quốc em tính 30.000 thôi. Đúng không ạ? Được kiểm tra hàng. Còn nếu mà không kiểm tra hàng thì mọi người đừng mua. Phải kiểm tra hàng để biết mình mua gì đúng không ạ? Cái cây này được 15 cho đến 20 cm thì mọi người kiểm tra hàng thấy nó đẹp, thấy nó ok như trên hình thì mọi người nhận cho em. Rồi thanh toán tiền cho em, tiền ship thì em đã hỗ trợ rồi. Tiền ship em tính 30.000 còn đâu em hỗ trợ. Đúng không ạ? Có các mặt hoa thì như trên hình. Đấy, có 5 mặt hoa. Mọi người có thể mua 5 cây mà chia sẻ cho em tặng kèm một lọ phân thuốc nhé. Mua 10 cây chia sẻ em sẽ tặng kèm hai lọ phân thuốc. Đấy, nhiều bác đang xem thì có thể những cái comment nó bị ẩn, em không đọc được tên các bác chốt rồi ấy, nhưng mà cứ để lại số điện thoại nhé, sẽ có người gọi điện cho các bác. Anh Nguyễn Ân 10 cây này, Nguyễn Đắc Vương 10 cây này, Nguyễn Văn Khánh 5 cây này, Nguyễn Văn Lâm 5 cây này, Nguyễn Văn Lợi 5 cây đã chia sẻ này. Hoàng Văn Sang này, Đặng Văn Tiến 10 cây này. Đấy, nhiều em thì thỉnh thoảng em đọc được thôi. Bác nào em đọc ấy thì là chốt rồi. Còn bác nào em chưa đọc ấy thì vui lòng là cứ để lại số điện thoại cho em là được chốt đơn. 5 cây thì là 300.000 và 30.000 tiền ship nữa là 330 đúng không ạ? Một cây là 60.000, em giảm giá từ 100 cho đến 60.000 xuống 60.000. Và em tặng kèm cho mọi người cái phân thuốc của Mỹ trị giá 40.000, nhà em nhập khẩu từ Mỹ để về dùng chuyên dụng cho cái dòng lan cây mô, lan thân thòng. Nhưng mà hôm nay em chia sẻ là bình thường em bán 10.000 nhưng hôm nay em sẽ tặng cho mọi người. Khi mà mọi người mua từ 5 cây. Khi mà mọi người mua từ 5 cây đúng không ạ? 5 cây chia sẻ em sẽ tặng một lọ phân thuốc. Đấy, mua 10 cây mà chia sẻ em sẽ tặng kèm hẳn hai lọ về mọi người pha 10 giọt với 1 lít nước thì hai lọ này mọi người dùng thoải mái cho cả vườn nhà mình. Dùng thoải mái cho cả vườn nhà mình nhá. Thế mọi người mua 10 cây thì đằng nào cũng là mua thì chia sẻ hộ em 1 2 3 nhóm thôi. Là em sẽ tặng kèm, nên em thấy hiện lên người đã chia sẻ nên em sẽ tặng kèm. Em không cần biết các bác chia sẻ 3 nhóm hay 7 nhóm hay 10 nhóm. Cứ hiện lên người đã chia sẻ nên em sẽ tặng kèm nhá. Đấy, cây dài được từ 15 cho đến 20 cm và nó có 5 mặt hoa. 5 mặt hoa thì bây giờ em giới thiệu lại là có tím Di Linh, có biệt châu Như, biệt ma bó, tím Hòa Bình và 5 ngành trắng. Đấy, mua 5 cây tặng kèm một lọ phân thuốc em tính 60.000 thôi. Đấy, tặng kèm một lọ phân thuốc, cây thì em giảm giá từ 100 xuống 60, 10 cây thì em sẽ tặng kèm hai lọ phân thuốc nhá. Và mọi người, bác nào em đọc tên rồi thì là chốt rồi, em chưa đọc tên thì vui lòng để lại số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Có lúc nào cũng có đầy đủ các mặt hoa tại số lượng cây nhà em rất là nhiều. Nhận hàng thì kiểm tra hàng cho em đúng đủ chuẩn thì lấy. Đúng không ạ? Và trả tiền cho em. Cây 15 cho đến 20 cm rất là ok đẹp. Nguyễn Tiến Hưng này 10 cây này, Nguyễn Trung 10 cây này, Nguyễn Sơn 10 cây này, Trần Khải Minh 10 cây này. Mua 10 cây chia sẻ em thấy hiện người đã chia sẻ em sẽ tặng kèm hai lọ phân thuốc hết nhá.